Nha các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cài đặt Adobe Flash Play. Đây là một cái plugin dành cho trình duyệt web. Chắc hẳn các bạn hay gặp vướng phải những cái tình huống như là lên mạng lên YouTube mà không xem được video, nó yêu cầu các bạn cài Adobe Flash Play để chạy cái video đó. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn gỡ bỏ những cái phiền toái đó bằng việc cài đặt phần mềm Adobe Flash Play. Rồi, bây giờ hôm nay bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cài đặt luôn. Cái này chỉ khoảng 20 MB thôi. Adobe Flash Play các bạn giúp vào. Cài đặt. Luôn. Cái đàn rất đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà thiếu nó thì rất là khó chịu khi lên mạng xem TV hoặc xem tin tức gì đó. Vâng, công việc cài đặt đã hoàn thành. Xin chào các bạn.